Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn để thấy được cả bảng main của Samsung Tab B601, có tên gọi khác là Samsung Tab 10.1, nó có mặt tại di động cao cấp.vn. Cái phần camera của Samsung Tab 10.1 được thiết kế dưới dạng module, do đó rất dễ thay mới sửa chữa khi cần. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến màn hình Samsung Tab B601 không chụp được hình, chụp mờ, chụp lấy nét được, quý hàng vui lòng truy cập website www.di.cao cấp.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất vì các bạn. Hiện nay chúng tôi luôn có sẵn mọi linh kiện phục vụ quá trình sửa chữa Samsung Tab 601 nói chung và phần camera máy ảnh của Samsung Tab nói riêng. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.